chia tay sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, mối quan hệ Quang Minh, Hồng Đào ra sao? Cách cư xử văn minh của Quang Minh, Hồng Đào sau chia tay khiến nhiều người nể phục. Quang Minh, Hồng Đào là một bộ đôi nghệ sĩ hài kịch người Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước. Cặp đôi phải lòng nhau khi hợp tác chung trên một sân khấu và nên duyên vợ chồng. Nhưng tiếc thay cả hai đã đường ai nấy đi sau 24 năm chung sống. Không còn duyên để cùng nhau đi chung một con đường, Hồng Đào, Quang Minh coi nhau như tri kỷ. Cùng nhau trải qua nhiều vui buồn, cả hai quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào hiện đang sống tại Mỹ cùng hai cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu. Còn nghệ sĩ Quang Minh đang sống và làm việc tại Việt Nam. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ sau ly hôn, nói không biết mọi người có tin không, nhưng tôi quyết định ly hôn Hồng Đào vì thương cô ấy. Hồng Đào là người tốt. Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tôi không muốn nhắc nhiều vì mong mọi chuyện khép lại để Đào và tôi có cuộc sống mới. Anh từ chối chia sẻ lý do cả hai vì sao đường ai nấy đi. Có lẽ đây là điều tốt nhất anh có thể dành cho vợ cũ. Trong một chương trình, nghệ sĩ Quang Minh cho biết với đặc thù công việc nên anh và Hồng Đào ít có thời gian gần các con. Nam nghệ sĩ thấy may mắn khi có ông bà ngoại chăm sóc và chỉ bảo. Ngoài ra, Quang Minh không ngại dành những lời khen mỗi khi nhắc đến vợ cũ. Anh từng kể trên sóng truyền hình, dù công việc bận rộn song vợ cũ luôn dành thời gian quan tâm đến các con. Thậm chí, có những lần mệt mỏi với công việc, nữ nghệ sĩ vẫn đưa các bé đi xem phim như lời đã hứa. Nghệ sĩ Quang Minh khẳng định chính điều đó của Hồng Đào khiến anh cảm thấy nể phục, Hồng Đào cái gì cũng nghĩ đến con hết. Hồng Đào sau chia tay chồng cũ, cô tập trung làm nghệ thuật tại hải ngoại và sống hạnh phúc, viên mãn bên hai cô con gái xinh đẹp. Tài giỏi. Cô ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và hay vi vu du lịch đó đây cùng các con để tận hưởng. Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ sau biến cố. Dường như dù không còn duyên để cùng nhau đi chung một con đường cho tới già, song cả hai vẫn xem đối phương như tri kỷ. Cách cư xử văn minh sau ly hôn của cả hai khiến nhiều người nể phục. Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau ly hôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.